nằm trong ngõ 111 đường Thiên Hiền thuộc phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hoạt động đón trả khách của các xe dù tại đây diễn ra hết sức tấp nập. Khi thấy chúng tôi xuất hiện, một người đàn ông nhanh chóng tiếp cận, hỏi thăm. Mình về đâu? Lạng Sơn anh chủ đi rồi. Mấy phút nữa? 3 phút nữa đó. Đấy, chào anh. Lạng Sơn. Lạng Sơn lên xe đi. Lên. Bà ấy lên xe đi. Lên em ơi. Theo quan sát của chúng tôi, tại đây luôn có 3 đến 4 chiếc xe du lịch loại 16 chỗ đang đợi giờ xuất bến. Đặc biệt, những chiếc xe này chạy nhiều tuyến khác nhau như Hà Nội đi Lạng Sơn, Ninh Bình, Hà Nam. Lấy hàng ở đâu về chị? Đây, xe này chuyển từ đấy vào Lạng Sơn à? Anh ấy nổ máy cho khách lên xe đây. Chú ơi, anh Ninh Bình lên xe đây. Hai Ninh Bình. Hoạt động này diễn ra tương tự tại đối diện số nhà 104 đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Xe đến, các con mồi nhanh chóng đưa hành khách lên xe. Mọi hoạt động diễn ra chỉ trong vài phút. Không, tôi không bán trà đá, em về đâu? Đi xe khách thì mới vào chứ còn trà đá không bán. Em ơi, cứ lên đi luôn, chị cái là chở cái là nhảy lên xe luôn, khổ quá. Lên đi em ơi. Sau khi ra đường Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến, các xe còn ngang nhiên dừng, đỗ và đón khách dọc đường. Anh thấy anh ở đầu ngõ 11 Tôn Thất Thuyết nhá. Em đang ở bên Thiên Hiền, có anh ở đầu ngõ 100 ở 11 Tôn Thất Thuyết đấy nhá. 10 Tôn Thất Thuyết đấy. Số 11 Tôn Thất Thuyết đấy. Đường Nguyễn Hoàng về đêm, hoạt động đón trả khách còn nhộn nhịp hơn. Theo quan sát của chúng tôi, dù có biển báo cấm xe khách, nhưng nhiều nhà xe vẫn ngang nhiên đón khách trên tuyến đường này. Cứ như vậy, tại đây dần trở thành điểm đón xe quen thuộc của hành khách. Đây là 15, 7 giờ 15 này. Anh hay đi xe không? Hay có. Hay đi xe này à? Mấy giờ xe đến nhỉ? Tầm bao giờ? Bây giờ. Rồi sắp xếp xong khách làm chạy luôn. Bây giờ 15 rồi đến đi. Bây giờ 15 mà tôi mới chạy luôn. Tiếp tồn tại và ngang nhiên hoạt động đón trả khách của xe dù bến cóc đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự và an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân. Có hay không, việc buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị trong những số tiếp theo của chương trình.